Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Stank Stars, let's go. Ok. Rồi, tiến lại coi. Wow, xa rồi. Ok, lại gần hơn nữa nào. Bây giờ mình sẽ xem anh ta sẽ làm gì. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Wow, anh ta được ăn cái kia rồi. Còn lại khá là mình đai. Xem như thế nào. Anh ta bắn sợi. Oh my god. Điều đạn đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, thức kinh Tom Guran. Let's go. Let's go.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Power Smarter. Let's go. Player one, choose. Wow, một anh chàng rất là đỉnh trai. Ok, tiêu diệt anh ta rồi. 11 hơi cao, cái này tầm khoảng 9 là đẹp. Anh ta bắn một mũi tên tình yêu. Oh my god. Oh man. Tiếp tục một con số, đó chính là 11. Ok. Fatality. Win. Player one, choose. Mình sẽ chọn một cầu sinh đang còn quang khăn đỏ. Ồ, oh, thế chân đâu. Bullseye. Headshot. Finisher. So ok, bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Ice Cream Bar. Let's go. Từ hôm nay thì các bạn sẽ phải đi từ tầng 1. Từ cái này thì phần 3 này thì các bạn đã lớn rồi, cho nên các bạn sẽ được mở khóa ở tầng 1. Let's go. Anh chàng này định tiêu diệt ông ta, nhưng mà cuối cùng bị ông ta bắt mất. Rồi mình sẽ tua và giới thiệu đi. Let's go. Shopping Center. Ông ta đi đâu rồi? Mình chưa nhìn ông ta. Lên trên tầng à? Ông ta đang kia. Hô, ông ta phát hiện ra mình. Ông ta chạy trốn đi kia xa. Rồi sau đó thì mình sẽ về xe. Oh my god. Tận 40 mét. Tiêu diệt ông ta, cho ông ta ngơ đã, và là mình sẽ bị chết ngay. Gạt nhanh còn lại. Ok.
Let's go. Đây rồi. Ok, mình sẽ lên trên cái chòi này. Đây là một cái chòi nằm ở trên cây. Rất là đẹp. Và các bạn phải tìm tất cả là 4 con ngựa gỗ. Ở đây thì có một con. Khi các bạn đủ 4 con thì các bạn mới mở được cái đó ra. Và cái đó là chiếc chìa khóa để cứu thoát anh chàng kia. Rồi ok, mình đã có cái David này. Và bây giờ thì mình sẽ gọi cô làng kia về xe. Mình không biết ông ta ở gần đây không. Chết rồi, ông ta đang ngay đây, mình sẽ gửi ông ta ra đây. Ok, let's go. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted? Ủa, sao ông ta lại phát hiện ra được chỗ à? Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes. Oh my god. In the end, I managed to get one of the stuff. Cái đó thì các bạn phải giữ ông ta tận ra ngoài thì may ra mới được. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Zombie tsunami. Let's go. Thank you.
Oh man. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Assassin. Level 167. Ok. Rồi và lần này thì mình sẽ phải tiêu diệt với 4 đối thủ. Wow, rất là đông luôn. Ở trong này thì tiêu diệt được tên này. Khi đó thì mình sẽ tiêu diệt. Oh my god. Chúng luôn. Rồi những anh chàng này đang đi theo. Tiêu diệt hết luôn cả 4 anh. Let's go. Yeah, chạy thôi. Ok. Rồi, let's go. Level 168. Oh my gosh. Oh man. Ok. Không có chỗ để thoát thôi. Lại thôi. Mình bị tiêu diệt nhanh quá này. Ba anh chàng này cùng một lúc này. Bốn anh chàng này. Nhanh. Ok, let's go. Chạy. Rồi, chạy được rồi. Oh my gosh. Oh. GG, ok. Oh my gosh. Oh man. Cái này rất là khoai luôn. Tất cả là 15 người. Mà cái map thì rất là bé. Rồi ok, mình sẽ phải cố gắng nào. Cho nên tiêu diệt hai anh chàng này trước. Để xem như thế nào. Khi tiêu diệt hai anh chàng này thì hai người này sẽ đi theo. Oh man. Thôi chết rồi. Dễ phát hiện của này lắm. Ok, chạy luôn. So let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Rất là khoai luôn. Mình phải chờ đợi. Rồi tiêu diệt ở bên này đi. Úi dồi ôi, đông thật. Ok. Rồi. Tiếp tục xử lý tiếp. Chạy luôn. Xử lý hai anh chàng này luôn. Còn ba người thôi, đơn giản thôi. Ok, let's go. Hai anh chàng này chắc chắn sẽ đi với nhau. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tank Hero. Up Studio. Let's go. Game rất là chậm luôn, không hiểu sao. Hoặc có thể là cần download à? Hoặc có thể là bị lag rồi, mình sẽ vào lại xem như thế nào. Phiên bản 1.7.1 hoặc có thể là phiên bản nó hơi cũ cho nên là có thể là mình không vào được bên trong. Ok, mình thử vào cái cửa leo vào thấp hơn xem như thế nào. Ok,
có thể phiên bản này chưa update cho nên không chơi được trên iPad. Bởi vì iPad mình mới update. Cái vòng trong 9 này. Listen. Được, không bắn nữa các bạn. Mình sẽ chơi lại xem. Không vào được game rồi. Chứ bình thường thì đánh nhãn như thế này thì vào được ngay. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Grand Stickman, Dream Hero. Ok. Play. Let's go. Tap to start. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến điểm nào đây? Nó phải có một cái điểm nào đó thì mình mới đi được. Ấn cái này là tốc độ chạy. Và khi bỏ tốc độ chạy thì nó sẽ hồi lại. Ok. Nhảy lên. Biến thành rồi biến thành người nhện. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi đâu? Ấn vào đây xem nào. Patch. Rồi. Oh my god. Đi tận đây. Rồi, mình sẽ chuồn đến đây. Tơ nhện của mình thì còn rất là nhiều. Đi đâu? Bắt buộc phải trèo lên trên mái nhà này. Mình trèo lên cao đi. Xong rồi tụt xuống. Tới không? Ok. Tụt xuống nào. Các bạn có thể nhảy hoặc là không nhảy được. Bắt buộc phải xuống nào. Đây rồi, sắp tới rồi. Let's go. Tiếp tục thử loại lên cao nữa. Hình như vẫn lên trên nữa. Fire and cast witches. Chắc là phải tiêu diệt một cái xe nào đó. Ok. Xuống tiêu diệt nào. Let's go. Rồi, tiếp tục đi tiếp. Đi sang bên này. Oh my god. Ở đây, điểm đây. Và làm theo hướng dẫn của game. Rồi ok. Cái này thì như thế nào đây? Lên xe à? Không phải lên xe. Không hẳn là lên, à lên xe. Rồi sau đó mình sẽ đi. Không biết là đi đâu. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.